Nhiều người cứ nói rằng, chỉ khi cùng nhau trải qua những gian nan vất vả, người ta mới trân trọng nhau hơn. Chuyện tình yêu vượt qua những căng ngăn, điều tiếng thì sau cuối, hậu quả họ được hưởng sẽ càng ngọt ngào, hạnh phúc. Đôi khi, người ta nghĩ rằng kết duyên cũng chỉ là một loại nghĩa vụ. Yêu ai cũng được, lấy ai cũng được để cho kết thúc chuyện, nhưng đâu có phải. Hạnh phúc của một loài người thì nên tự mình tóm giữ, đừng trao quyền tự quyết cho ai cả. Những người năm nhi sẽ ít khi kể một câu chuyện dài về tình yêu. Nhưng anh Nguyễn Khoa Nam thì không. Anh muốn nói nhiều, kể nhiều về chị Mỹ Hằng, tình yêu một đời mà anh vất vả mới có được. 13 năm yêu thầm và cái tóm tay của cặp đôi tình trông như đã, mặt ngoài còn nghe. Khoa Nam sinh năm 1990, hoàng hậu là Mỹ Hằng, bằng tuổi Bi. Hiện tại, hai hoàng hậu Bi sinh sống và làm việc ở vùng biên giới An Giang. Từ nhỏ, Nam đã thông minh và khá láo cá, không chỉ vậy còn yêu sớm, mới lớp 6 đã biết tương tư. Hồi đó, mình học cùng trường với Hằng. Mới lớp 6 là đã thích cô ấy rồi. Hằng xinh, hiền khô và học giỏi lắm. Do bản thân mình quỷ ma hơn bọn gamer thủ cùng trang lứa nên khi ấy biết thích luôn. Không có lý do nào cụ thể cả, chỉ biết rằng khi đó gặp gỡ cô ấy lần đầu là đã bị thu hút, nhìn mãi, Nam kể. Thích thì thích vậy chứ làm gì có cơ hội để thương ngay từ những năm đầu cấp 2 như thế. Hằng nghiêm nghị lại chịu khó học hành. Suốt nhiều năm sau, Nam chỉ thích trong thầm lặng, chẳng dám nói ra. Khoa Nam và Mỹ Hằng. 13 năm kể từ ngày mở màn quen biết, Nam gặp gỡ lại Hằng trong một dịp họp mặt bằng hữu ở Sài Gòn. Nam nói tiếp, gặp lại cô ấy, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa ùa về. Khi đó là nhiều năm lắm rồi cả hai chẳng gặp gỡ nhau. Về nhà, mình quyết định tóm lấy cơ hội, không để mất Hằng nên nhắn tin hàng ngày, niềm nở nồng thắm lắm. Hằng cũng vui miệng trả lời khiến lòng mình hân hoan mãi. Sau nhiều tháng nhắn tin, cả hai ngầm dành tình cảm cho nhau, chỉ chờ một người lên tiếng. Nam thì chỉ cần có dịp được nói ra nỗi lòng để mở màn một mối quan hệ. Hôm đó mình chở Hằng đi chơi Thảo Cầm Viên. Tính mình nói thì giỏi nhưng cũng nhát lắm, dù vui đùa tự nhiên với nhau, tóm tay rồi nhưng vẫn kinh hồn. Trời mưa, hai đứa vào quán cà phê trú tạm. Hằng chắc cũng kinh hồn nên ngồi chú ý đọc sách mãi. Mình cứ ngồi nhìn cô ấy hàng tiếng đồng biển. Mình muốn ngắm nghía lâu hơn nữa khuôn mặt của người con gái 13 năm trước. Cô ấy vẫn đẹp, hiền khô dịu như ngày đầu biết nhau. Cuối ngày hôm đó, mình đưa cô ấy về. Lưu luyến quá nên diện cớ đi đóng sinh tố. Hai đứa thủ thỉ từ công việc đến tình cảm riêng tư. Khi đó, Hằng ngậm ngùi, học không đến nơi đến bi, nhà nghèo thì dám yêu ai, mà cũng không ai dám yêu, Nam tâm sự. Những chia sẻ của Hằng khiến Nam xót xa quá đỗi. Anh nghĩ về ngày xưa, khi Hằng vẫn học giỏi có tiếng ở trường vậy mà sau cuối, chỉ vì hoàn cảnh khiến cô không theo đuổi được ước mơ. Anh tiếp tục, mình lúc đó xúc động lắm nhưng cũng run nên nửa đùa nửa thật gọi, hay Nam lấy Hằng làm hoàng hậu nha, đỡ mất công nghĩ nhiều. Cô ấy lặng ngắt một mini rồi đáp, thôi, chuyện tình cảm đừng đùa vậy. Khi đó, từ ánh mắt Hằng, mình thấy sự xúc động rõ rệt ràng. Sau này khi đã lấy nhau, cô ấy mới thổ lộ, lúc đó, em cũng nghĩ anh nói thật nhưng nửa khác trong lòng cho rằng anh đang thương hại nên không dám. Tuy vậy, mình vẫn đạt được mục đích khiến Hằng thành người yêu khi đèo cô ấy về nhà. Đứng trước cổng, mình đòi Hằng trả công gì hôm nay chơi vui. Cô ấy định thơm má, mình giành quyền chủ động hôn lên môi. Hai đứa chính thức quen nhau. Câu chuyện tình yêu này tưởng chừng đã kết thúc. Mối tương tư 13 năm của anh chàng có cái kết viên mãn nhưng gia đình Nam không nghĩ vậy. Cũng bởi thế mà vài tháng sau, Nam đã có một hoàng hậu chưa cưới khác chẳng phải Hằng. Đắm hỏi với người mai mối và sự buông xuôi gì chữ hiếu. Hằng người con gái miền quê, tốt nghiệp lớp 12 đã ra ngoài bươn chải mưu sinh ở Sài Gòn vừa nuôi thân, vừa trợ giúp ba mẹ. Cũng chính vì điều này khiến gia đình Nam không ưa cô gamer thủ gái của Nam Nhi. Quen nhau được 4 tháng, mình xác định đây là người thanh nữ của cuộc đời và mở màn tính chuyện vĩnh viễn. Mình ngỏ lời với ba mẹ nhưng chưa kịp đưa về thì ba đã đi điều tra khắp rồi. Mình không niềm nở đến quá khứ Hằng làm gì để có nhiều tiền gửi về cho gia đình xây nhà, nuôi ba mẹ.
thời gian 2011-12, mình biết Hằng quen một đại gia gì mỗi tuần lại từ Hà Nội bay vào thăm. Nhưng mình hoàn toàn không có suy nghĩ sâu xa về những điều đó. Cô ấy hiện giờ đã yêu mình, là của mình. Cô ấy thế nào, mình là người hiểu rất rõ rệt. Tuy nhiên, những người ở nhà lại đâu có nghĩ vậy. Họ đồn đại những lời lẽ rất không hay kiểu như đi làm xa mà nhanh có tiền dày chắc làm mờ án như kiều nữ, làm gái hay thậm chí nhân viên nơi không đứng đắn. Hằng cũng không ngoại lệ, bị đồn nhiều lắm, nam ngậm ngùi. Ba mẹ năm thương con. Họ quyết tâm ngăn cản mối quan hệ này cũng chỉ vì tình thương yêu vô bờ bến đó. Ba mẹ mình kinh hồn con bị lợi dụng, đào mỏ nên nghe lời đồn là ra sức ngăn cản. Cứ khi nào mình về nhà là khuyên hết lời. Ba mẹ không mắng mỏ, chỉ nói đủ điều, lý lẽ nào cũng có. Có thời gian, cả tháng mình không thủ thỉ với ba cũng chỉ vì găng nhau việc yêu Hằng. Cuối cùng, áp lực công việc nặng nề nề, vì chữ hiếu với ba mẹ nên mình buông xuôi, nhắn tin chia tay. Hằng gọi lại ngay, nói trong nước mắt, em muốn biết tại sao. Mình cứng nhắc đáp, em đừng hỏi, sau này em biết rồi cúp máy. Hằng không biết chuyện gì, ấn ức nhưng không kêu gian hay liên lạc qua nữa. Mình ngồi đó, lòng tan nát buông xuôi. Ngay từ giây phút đó, mình nghĩ thả trôi cuộc đời rồi, hoàng hậu con gì nữa, lấy ai chẳng được, chẳng có nghĩa lý gì. Cùng thời điểm ấy, dì ruột giám đốc công ty Nam, mang mối cho anh với một cô gái cạnh công ty. Ai nói gì anh Nam cũng gật, không từ chối hay bất mãn với đề nghị ăn gỏi được tổ chức một tháng sau đó. Mình không phản ứng gì, cưới thì cưới, dù sao cũng chỉ để ba mẹ có cháu thôi. Mình chẳng có tình cảm gì với cô gái này, là hoàng hậu sắp cưới mà lạ lẫm quá đi thôi. Nhiều đêm mình thức trắng, không ngủ nổi, nhắm mắt vào là nhớ đến nụ cười cợt của Hằng. Mình có khóc nữa, khóc kết thúc thì kệ vậy. Công việc làm hùng hục nhưng tình cảm thì như mới bồng bông. Mình yêu Hằng lắm nên danh nghĩa sắp có hoàng hậu mà vẫn lặng lẽ theo dõi Facebook cô ấy. 3 tháng sau lễ ăn gỏi là đám cưới, còn 1 tháng thì hoàng hậu sắp cưới đề nghị đi tự sướng cưới ở Sài Gòn nhưng khi mình xin thì ba hoàng hậu không cho. Lý do là không được đi qua đêm. Mình muốn được đăng ký kết duyên ở quê ba mẹ mình Tiền Giang, nhưng không cho cũng vì con gái không được đi qua đêm. Điều này khiến mình bất mãn vì thấy dường như không được tôn trọng, Nam nói. Phó giám đốc sa thải tất cả vì cái tóm tay quyết định trong cuộc gặp gỡ sau cuối. Định mệnh đã bố trí cho anh Nam được tự tay thay đổi cuộc đời mình. Chỉ còn 3 tuần nữa đến đám cưới, Nam có chuyến công tác ở Sài Gòn. Lên đó, mình cố tình hẹn gặp gỡ Hằng trước khi lấy hoàng hậu. Nó là cuộc hẹn gặp gỡ sau cuối của đời đơn chiếc với Hằng, mình đã định vậy. Ban đầu, hai đứa ngồi cà phê thủ thỉ như bằng hữu nhưng khi xem phim, Hằng tóm tay mình đi vào như chưa từng có sự cố trước đó. Khi ấy, mình chợt tỉnh, cảm thấy cô ấy vẫn còn nguyên vẹn tình cảm. Mình hạ quyết tâm hủy hôn dù bao nhiêu sóng gió có thể ập đến. Sau khi xem phim kết thúc, mình hỏi cô ấy, em có đồng ý làm người thanh nữ đứng sau lưng anh không? Cô ấy vừa khóc, vừa gật đầu. Khi đó, mình tính là vẫn lấy hoàng hậu cho bố mẹ vừa lòng và qua lại với Hằng. Mình sẽ lặng lẽ chịu đựng, tích cóp trong 2 năm rồi bỏ đi. Nhưng trong mấy ngày công tác mình khao khát được ở bên cạnh Hằng quá. Mình không muốn Hằng khổ và thiệt thòi, càng chẳng muốn kéo thêm một cô gái khác vào. Sau khi hoàn thành công việc, mình gửi biển sơ về quê kèm tin nhắn hủy hôn. Nếu không được thì sẽ đi hẳn. Lúc ấy, mình đang làm phó giám đốc nhưng bỏ hết. Sau đó, mình tắt máy tính bảng mặc cho cả gia đình tìm kiếm khắp nơi. Im lặng được 1 tuần, bằng hữu mình nhắn lại rằng gia đình đã nhượng bộ và quyết phái An Giang xin hủy hôn rồi, anh Nam kể thêm. Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến họ ngoại coi Hằng như kẻ thứ ba chen ngang chỉ trừ người gì coi Nam như năm nhi ruột có phần thấu hiểu. Đến nước này, Nam mặc kệ tất cả, đưa Hằng về quê và thuê trọ cách công ty 30 km. Thật sự khi đề nghị Hằng qua lại dù mình có hoàng hậu thì mình biết là sai, thiệt thòi lắm nhưng lúc ấy mình loạn. Chẳng nghĩ được gì thêm đâu. Hằng hiểu và chấp nhận vì cô ấy quá yêu. Nhưng sau cuối, may mắn là điều tồi tệ đó không xảy đến. 1 tháng sau, dì ruột có tâm sự rồi bảo mình đưa Hằng về chơi để gia đình xem mắt. Khi về kết thúc, dì và cả mẹ mình đều ưng cô ấy. Mẹ với dì khen Hằng xinh gái, giỏi giang và đảm đang, về ăn tiệc mà làm không nghỉ tay.
dì thậm chí còn nói sao không mang về sớm hơn để tránh dây dưa vĩnh viễn rồi suýt lỡ dở như vậy. 2 tháng sau, dì đưa 2 đứa về ở cùng và bố trí công việc trong công ty cho Hằng. Càng tiếp xúc, dì càng quý Hằng hơn. 2 đứa mình lại yêu thương nhau nên dì hài lòng và bảo cưới sớm để có danh phận. Trước đó, ba ngăn cản chuyện tình yêu nhiều nhưng chứng kiến năm nhi thân tàn ma dại dì yêu, ông cũng nhượng bộ. Sau này, ông lặng ngắt chấp nhận dì biết bản thân mình sai. Đám cưới diễn ra trong sự hân hoan của tất cả, Nam chia sẻ. Ngày cả 2 chính thức về chung một nhà. Mái ấm hạnh phúc của 2 hoàng hậu Bi. Hiện tại, hoàng hậu Bi Nam đã có 1 bé xíu gái, gia đình hạnh phúc, viên mãn. Về làm dâu, Hằng càng được lòng gia đình nhà Bi nhờ sự chịu khó, nết na, thùy mị. Với mình cô ấy là một người hoàn hảo, cả đối nội lẫn đối ngoại, ngoại hình đến tính cách. 2 hoàng hậu Bi cùng lầy hệt nhau nên gia đình vui miệng lắm. Đôi khi mình nằm nghỉ ngợi rồi giật mình đấy. Mình suýt nữa đã không chạm tay được vào hạnh phúc này rồi. Nếu như mình kinh hồn hải, buông tay thì có phải hiện giờ đang phải chịu đựng hôn nhân chứ chẳng phải tận hưởng hôn nhân không? Thầm cảm ơn cái tóm tay của hoàng hậu khi đó. Nó đã thức tỉnh, khiến mình quyết tâm đến cùng và có được hạnh phúc thật sự, anh Nam nói. Tài sản lớn nhất mà anh Nam đang có. Cuối cùng, anh chàng ấy đã nên duyên cùng cô gái mình yêu thầm từ năm lớp 6. Đi một vòng lớn và vất vả nhưng sau cuối họ vẫn là của nhau. Tình yêu mang đến sức mạnh kỳ diệu đến vậy. Những cái tóm tay của cô gái đã khiến anh chàng có thêm động lực, kiên quyết đi theo lời mách bảo của trái tim. Sự mạo hiểm của anh đã đổi lấy trái ngọt của cuộc đời và một cuộc tình khiến người ta phải suýt xoa, khen ngợi mãi.